Chào anh em nha. Nay mình quay cái con mồi lở. Lại mới quay mấy con mồi lở về, mới bắt về hồi trưa. Mồi lở này mới bắt được vài con thôi anh em. Tuy nó mồi lở nhưng mà nó rất là thuận rồi. Rất là dạng, đứng ngồi đây mình quay phim nè. Nó cũng gái bình thường á. Quay phim mà gái bình thường không sợ người, sợ gì chứ. Ốc kèo nào cũng chơi cho nghe nữa nè. Con này sở dĩ mồi lở, mình gọi mồi lở là tại vì bắt ít thôi, chứ thật ra là nó đi kèo nào nó cũng chơi chứ. Rất là thần người. Này rất là dễ chơi luôn á anh em. Ai bắt được thì mình chia lại cho giá sinh viên thôi. Tại mình bắt lại của cái anh kia thì giá cũng sinh viên, mình bán lại thì giá cũng sinh viên thôi, để lại cho anh em chơi cũng giá sinh viên. Rồi công khai giá cho mấy anh em luôn ha. Con này mà anh em nào bắt thì để lại cho anh chiều gửi. Chiều gửi thôi nha mấy anh em. Hợp ý mình thì mua ha. Liên hệ với mình, để lại cho. Này chân rất lùn lắm em, chân lùn liền.